Ok, hôm nay lại úp thêm quả giò mới các bạn nhá. Đây. Deep First 12. Depth First 12, Aroid 12 cho XZ2, Akari đây này. Đấy. Đấy. Akatsuki không biết là như nào ạ, gần như chết rồi. Gọi là gần như là chết rồi. Ok. Các dòng XZ2P, XZ3 gần như là chết rồi. Ok, cách cài nó cũng như mọi ROM thôi. Nó cũng chỉ đơn giản là chúng ta sẽ vào recovery thôi, vào TRP không có gì cả. Bọn cài driver nhé, driver ADB này. Bạn đợi một chút nào để mình chỉnh máy quay á. Ok. Thì mọi vẫn như mọi khi vẫn dùng quả TRP thôi. Ở Facebook này, này. Thì để cài được chúng ta phải unlock loader. Đấy là một thứ cần thiết nhất mỗi khi chúng ta làm. Và để nhận biết máy unlock loader hay chưa thì chúng ta sẽ phải vào trong cài đặt của máy. Đây, để nhận biết unlock loader hay chưa thì chúng ta sẽ phải vào trong cài đặt nhé. Và đây, hệ thống này nâng cao tùy chọn nhà cho nhà phát triển. Đây, cái phần mở khóa OEM nó phải ghi đã mở khóa trình khởi động như này mới là ok úp ROM được, okay. Còn không là không úp được, thế thôi. Còn nếu cái này mà bật tắt được ấy thì là sẽ không úp được, thế thôi. Đây, cái này mà bật tắt được là không úp rồi nhá. Đây là nó mở rồi, nó bảo là đã mở khóa mới là được này. Còn nó mà không bật bật tắt lên được là không được nhá. Nói chung là như vậy, ok. Để đầu tiên nó sẽ vào cái phần bút vào TPKGB. Ôi rồi rồi. Đây. Đầu tiên chúng ta tắt nguồn này cho cái driver phát bút nhé. Driver phát bút mình không thông chỉ đó. Nguồn, tắt nguồn. Các bạn ở ROM Android 10 à ở firmware Android 10 á. ROM nào cũng được, nói chung là ROM bây giờ đã đang ở ROM Android 10 là úp ROM nào cũng được. Ok, tắt nguồn rồi, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ấn giữ. Bạn sẽ ấn giữ tăng lượng và cắm sạc vào. Cắm sạc này, nó giữ tăng lượng. Đây. Nó sẽ phải báo cái đèn xanh như này đấy. Trên máy tính thì các bạn sẽ chuột phải vào hình Windows, nếu mà dùng Linux thì nó sẽ hơi khác một chút các bạn nhé. Linux thì nó sẽ hơi khác. Vào Device Manager. Đây nó phải ghi có cái Android Device như này. Đấy phải có Android Device như này mới là được được đấy, ok. Bây giờ ta sẽ tắt tất cái tab đi. Mình sẽ mở file boot này lên như này. Đây, chờ tôi. Chúng ta phải vào phát bút nữa xong mới bật nhé, chứ còn không không, không được vào đâu. Đây, máy đang bút này. Đây, máy đang bot này. Cái máy rất là khó lấy nét các bạn ạ. Ok, đang bot này. Nó cứ lấy nét ở bên kia rồi. Thì ROM, link ROM sẽ để dưới mô tả nhé. ROM này có GApp rồi, không cần cài GApp nữa. Có GApp rồi. ROM mình dùng thử mấy ngày rồi thì khá là ổn các bạn ấy, nhưng mà không khuyến cáo để chơi game. Ok, đang boot rồi. Đây. Ok, bây giờ bạn sẽ lên máy tính, các bạn copy file ROM vào bộ nhớ máy, trong bộ nhớ máy. Và đây bạn copy vào rồi. Còn đây mình có rồi, mình không crop nữa. Mình không copy nữa, mình sẽ wipe thôi. Đây, các bạn sẽ các bạn đợi một chút. Ok, mình đã chỉnh lại máy quay, bây giờ ta sẽ bay install. Tìm đến cái nơi mà bạn đã crop zone vào bộ nhớ máy, qua máy tính, từ máy tính qua điện thoại như này. Ấn download này. À, bạn ấn vào thư mục này có ROM nhá, đây mình có rồi. Đấy, Deep First 12 này. Ta sẽ bấm vào. À không, đầu tiên chúng ta sẽ phải wire đã. Ấn wire như này.
Bây giờ bạn sẽ bấm vào System Data đang viết kênh như này. Ba này bạn kéo qua. Đây. Bây giờ ấn back này. Các bạn nào bật lên mà nó có cái chữ mà decrypt ở góc này. Không có cái đôn ở đây mà có thêm cái decrypt ở trên này này, FBE ấy. Thì các bạn sẽ phải bấm vào format data. Này và bấm chữ Z. Và bấm vào đây. Còn đây là mình không cần các bạn ạ. Rồi mình sẽ chọn file DOM và swipe. Ok. Là flat DOM và mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này nhé, bởi vì nó khá là lâu. Ok. Ok, step 2 rồi. Ok các bạn nhé. Bây giờ bạn sẽ bây giờ bạn sẽ bấm vào reboot này. Ấn back ra ngoài home. Ấn reboot power off tại sao? Bạn kéo như này. Máy quay rất là khó lấy nét luôn. Cực kỳ khó chịu các bạn. Bây giờ bạn sẽ giữ cắm sạc và giữ tăng âm lượng. Giữ tăng âm lượng cho đến khi vào phát boot. Ok nháy này. Bây giờ ta sẽ mở lại TRP. File mình để ở dưới mô tả nhé, bạn chỉ cần tải về bạn dùng thôi. Ok. Bạn cho nó boot này. Boot này, đang boot này. Đang boot nha. Bạn chờ tí cho nó lên thôi. Bây giờ đừng có hỏi, mình nó mệt người quá. Mày không ăn lóc bút đơ thì đừng có hỏi mình. Đây, video quay ở 30fps này. Không có 60. Nhà nghèo chỉ có vậy. Ok vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải ra các cái file bổ sung. Nếu các bạn cần thôi, còn ở đây mình không cần, mình phải ra magic thôi. Cái này đến nước này các bạn không cần phải vào này đâu, các bạn chỉ cần khởi động thẳng lên thôi. Chứ không nhất thiết là phải vào. Ok. Bạn đợi chút nha. Gọi cho mình cái magic á. Đây, magic này. Và ấn vào reboot và siết tập chỉ có vậy thôi. Ok bạn sẽ nhìn này. Mình sẽ để máy đây cho khi nào nó khởi động này nhá. Ô khá là mệt các bạn. Ok, hiệu ứng boot kìa các bạn. Đây là hiệu ứng boot của ROM. Ok, mình sẽ đi ngủ nhé các bạn. Chờ bao giờ nó úp sọ nó lên nguồn thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp.
bút khá là lâu các bạn. À lên rồi. Khoan đợi mình chút nha. Rồi mày về chơi game thì mình thấy cũng bình thường đâu các bạn nhá. Rồi rồi. Thế là như bình thường đâu các bạn nhá. Đấy, thế là như bình thường đâu, không có gì cả. Bạn đợi một chút. Cho nó thiết lập ạ. Bởi vì thiết lập nó thường sẽ rất là lâu. Các bạn đợi một chút nha, để mình sẽ thiết lập nhé. Thiết lập như bình thường thôi, các bạn không có gì lạ cả. Nó như Android bình thường thôi. Thiết lập khá là lâu. Ok, mình sẽ tua qua. Ok, nó sẽ lại hỏi Google tiếp. ROM này có nhiều tùy biến nha các bạn nhé. Rồi ok. Khoan đợi mình chút. Mình cần phải chỉnh cái siêu tối. Ok. Đã boot rồi nhé. Đã boot rồi. Đây có các cái nó xuất hiện là tiếng Anh, như là dev dev. Bởi vì cái ROM này chưa có ai làm tiếng Việt các bạn nhé, nên đây nếu các bạn để tiếng Việt thì nó vẫn sẽ hiển thị ở tiếng Anh như này. Battery setting như này. Đây ok, để hiển thị phần trăm các bạn sẽ vào đấy nhá. Toàn tiếng Anh thôi các bạn ạ. Đây. Nói chung là ROM khá là đẹp. Ok. Ok các bạn nha, đây. Defert Defert A12 AR12 L Z2. Ok, có sẵn cơ leo luôn này. Đấy, cơ leo cái tầm. Ok. ROM thì nhìn chung là một số thứ vẫn hoạt động nha các bạn nhá, camera này, đấy, camera sao hoạt động. Thế nên nó sẽ bị mất một số tính năng độc quyền thì đương nhiên là như vậy rồi. Cam trước này. Đấy, cam trước hoạt động này, đấy. Chất lượng không bị giảm nha các bạn, nhưng chẳng qua là các bạn không biết dùng app cho nó phù hợp thôi. Ok. Ứng dụng Google đây các bạn nhé, có sẵn rồi này. YouTube Photo Drive File Gmail Chrome và CF Play. Full hết rồi. Google Play. Ok. Ok. Ok, cảm ơn đã xem video. Vẫn tất nhiên Defert A12. Ok. Ok, cảm ơn đã xem video nha.